Chào các bạn, mình là Vũ Đức Kim Lâu, mình là thí sinh của cuộc thi The Bachelor 4. Thì bán hàng của mình giờ là bạn đã cho mình rất nhiều những cái kỷ niệm, những trải nghiệm cũng như là gặp phải rất nhiều những tình huống khó xử. Như là đối với sản phẩm chảo của Vin thì một số khách hàng vẫn còn thắc mắc là tại sao chảo giá tiền quá mắc. Rồi khi mình tư vấn thì khách hàng vẫn còn chưa tin tưởng về chất lượng của chảo. Thì còn đối với hộp nhựa của Vin thì do mình sản phẩm đó là hộp nhựa có thể giữ được nhiệt độ nước, nước tương đối nóng và có thể giữ được thì khách hàng yêu cầu là xem cái sản phẩm đó khi mà nước nóng thì có thực sự là giữ được nhiệt hay không. Ngoài ra thì cái lúc mà bốc thăm thì khách hàng cũng không tin tưởng máy vào cái quả bốc thăm. Khi mà họ bốc thăm được những cái sản phẩm mà chất giá trị thấp như là giấy tóc thì họ là nói là nguyên thùng thăm đó là toàn những cái sản phẩm giá trị thấp mà họ không biết là trong thùng thăm là rất nhiều sản phẩm. Thì khi đó là mình phải giải thích cho khách hàng cũng như đôi lúc mình phải bốc thăm thử để cho ra một cái sản phẩm khác thì khách hàng mới tin tưởng là thùng thăm có nhiều sản phẩm. Thì đó là những trải nghiệm trong một ngày bán hàng. Hôm nay là buổi hôm nay bán hàng thứ tư của mình thì hy vọng là cho những sắp bán hàng sắp tới thì mọi chuyện